Đang đi khám phá thiên nhiên thì tôi phát hiện ra một số vết tích của việc chơi ma túy. Các bạn nhỏ có biết tại sao mà người lớn có những người thích chơi ma túy không? Bởi mà biết là cái này nó hại mà người ta vẫn thích chơi không? Bởi vì người ta thích cảm giác ảo ma Canada. Ảo ma là gì? Ảo ma là do ma tạo ra những cảnh giới ảo để mê hoặc. Lúc mà họ tỉnh đó, là có những việc họ không làm được, nhưng mà khi mà họ chơi ma túy vô đó, họ lại tưởng tượng và thấy ra những cảnh như thật. Là họ nên họ thích nó như thật, nên họ nghĩ để xoa dịu cái tâm hồn bị tổn thương của họ lúc họ là một người mà không có thành công trong cuộc sống, một người mà khổ về cái niềm tin, không biết sống để làm cái gì có ích. Họ không nghĩ được là phải đi bảo vệ thiên nhiên động vật giống như Tiêu đâu. Đây là nước người ta chơi ma túy mà nó uống ngu uống bậy đó các bạn ơi. Nhớ nha, những ai mà thích chơi ma túy, những ai khổ đau nên từ bỏ cái này đi. Ảo ma Canada. Canada ở đây nghĩa là gì? Canada là một cái đất nước mà nơi đó có rất nhiều niềm vui. Nên lấy ví dụ ảo ma Canada để nói về những người thích chơi ma túy là muốn đến được những cái nơi mà trụy lạc, ăn chơi, ma mị đó. Đồ chơi ma túy ở cái gốc cây này ha. Nhìn thấy mấy cái vỏ chai nhựa tính lụm, nhưng mà thấy cái mấy cái vết tích là biết mấy vết tích đó chơi ma túy á. Khi họ phê rồi họ sẽ tưởng tượng ra những cái thứ mà họ thích. Còn người nào mà đang lúc chơi mà sợ, tưởng tượng ra những thứ mình sợ thì cái sợ đó nó nhân lên rất là nhiều lần. Và nhất là những người chơi ma túy đá thì không thoát ra được, thân thể bắt đầu bị hủy hoại và thối. Tôi không chơi nhưng sao tôi biết? Bởi vì tôi có quá nhiều trí tuệ nên biết tất cả mà không cần chơi. Những cảnh giới ma đó nằm trong ngũ ấm ma mà tôi đã đi qua. Trong cảnh giới thiền định của mình sẽ đi qua những trạng thái đó. Những trạng thái đó là do tâm của mình cưỡng cầu mà có được. Nó không thật, nó không tốt. Làm người thiếu trí tuệ có được thân người nhưng hủy hoại nó bằng những cái ảo ma Canada đó là cuộc sống của mình sau này còn thua con thú. Nhưng có điều kiện, có tiền thì vẫn cứ chơi. Chơi đi chết sớm, chả được lợi ích gì. Mấy em nhỏ bây giờ đi học ở lớp 4, lớp 5 là bắt đầu học theo người lớn, nó chơi cần rồi, chơi đá rồi, chơi kẹo rồi ha. Những cái đó là từ học từ người lớn, mấy em nói ra để chứng tỏ mấy em cũng biết như người lớn. Nhưng không, các em làm nói ra những điều đó người lớn nghe vào, họ sẽ quýnh giá ba má của các em là chuyện nhỏ. Nhưng mà họ sẽ đánh giá về nhận thức của em. Họ nghĩ em đã rất là bậy bạ, em đã rất là ghê gớm, nên họ sẽ không có ngần ngại mà sẽ hại cuộc đời của các em và dẫn dụ các em vào những con đường nó tội lỗi, nó còn ghê gớm hơn nữa. Những người có tiền họ luôn biết cách dùng tiền của họ để sai khiến người khác, nên hãy cẩn thận. Những bạn mê tiền là những bạn sẽ rất là khổ. Thứ nhất sẽ bị người ta dụ, như các YouTuber lúc nào cũng nói đến tiền để khoe khoang vật chất, nhưng họ có thật sự giàu hay không là coi cách sống của họ. Họ có yêu thương thiên nhiên và động vật hay không?
hay họ đang yêu thương bản thân của mình và khoe khoang với các bạn. Những cái đó là hại, chúng ta phải tránh xa nha. Giúp tích chơi ma túy ở đây nhiều quá. Đây một giúp tích chơi ma túy nữa đây. Muốn lên cảnh giới của thần tiên nhưng mà lại chơi ma túy. Sống trong cảnh giới của ma quỷ hết rồi thì nó sẽ hủy hoại thân của quý vị. Hôm nay lại một ngày đi phóng sanh thành công. Nhờ sự trợ duyên của bạn Khổng Phục Hiền. Cảm ơn bạn nhỏ.